Đúng vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng với UAE tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ngay từ khi tiếng còi nổi lên, UAE là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, đội bạn chưa có cú đá nào về phía khung thành tấn trường. Tốc độ trận đấu những phút vừa qua khá chậm. Các cầu thủ áo đỏ đang lùi sâu đội hình chơi phòng ngự phản công. Đội tuyển Việt Nam Về phía đội bạn UAE, cái tên chiếm spotlight nhất lúc này và khiến cộng đồng mạng không biết đọc tên sao cho đúng chính là Ali Macbook, người thì gọi là Ali Macbook hoặc Ali Mất Khúc. Và đây, tên đúng của người ta là Ali Mabkhout nhé. Đây là cái tên chủ lực của đội tuyển UAE trong trận với Việt Nam tối nay. Theo nguồn tin từ bà hàng xóm, trong màu áo Al thanh niên Ali Macbook này đã ghi được tổng cộng 25 bàn thắng trong số 27 lần ra sân, nguồn Husco chân dung ali markup nhớ đọc đúng tên người ta nha nguồn tổng hợp